Em để đồ của cô Min vào phòng nào thì được hả anh Si? Em mang vào phòng... phòng... cô để ở phòng khách giùm tôi nha. Làm theo lời Min đi. Dạ. Anh xin lỗi em. Về chuyện của Minh Quan, về những chuyện không hay mà anh đã gây ra, anh xin lỗi. Anh Tho, anh cũng biết rõ là không dễ dàng gì để em có thể quên được chuyện anh và chị của anh. Anh biết. Nhưng mà em phải quên, vì em chỉ có hai lựa chọn thôi. Thứ nhất, nếu như em vẫn đắm chìm trong quá khứ thì em mãi mãi không đi cùng với anh được. Min. Còn cách thứ hai, nếu như em thật sự vẫn muốn đi cùng với anh thì em phải quên chuyện giữa anh và chị của anh. Anh Tho, em rất hiểu. Chuyện hận thù tới giờ anh vẫn chưa quên. Bản thân em cũng giống như anh vậy, khó quên được chuyện hai người. Nhưng mà em sẽ làm được, bởi vì em thật sự muốn được ở cùng anh. Anh Tho, nếu như anh không muốn mất thêm ai nữa, anh hãy dừng lại đi. Hiện tại bà Sida cũng đã bị bắt rồi. Anh để việc này cho pháp luật giải quyết nha anh. Anh Tho. Min. Anh đưa em đi xem phòng. Đây là phòng của em. Chiếc nhẫn vừa y luôn. Cứ như mẹ anh đoán được, sau này ai sẽ là cô dâu của anh vậy?
Min. Bây giờ em đã biết mối quan hệ của mình là gì rồi phải không? Vết thương ở tay anh đã đỡ hơn chưa? Còn đau nhiều không? Anh thấy sao rồi? Không đau. Anh thấy đỡ rồi. Anh không bị sao hết á. Vậy thì tốt rồi. Min. Điều mà anh làm em đừng sợ nha. Anh không định làm gì em đâu mà. Sở dĩ anh ngỏ lời vì anh không muốn sau này có ai đó coi thường hay là xúc phạm tới Min của anh nữa. Ngoài ra anh nhờ người lớn dạm hỏi là gì? Anh không muốn sống xa em thêm một phút một giây nào nữa. Anh thừa nhận với em là anh không thể sống thiếu em được. Nhưng em đừng lo lắng gì nha. Chuyện tụi mình đám cưới anh đã tính hết rồi. Anh định đến khi... Anh Thơ. Về chuyện đám cưới anh không cần phải lo, em hiểu mà. Hiện giờ tang lễ của dì Mam vẫn chưa lo liệu xong, cho nên em hiểu. Chỉ cần như vậy thôi em cũng vui rồi. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh vì luôn tôn trọng em. Anh thấy giờ cũng đã trễ lắm rồi. Nghỉ ngơi nha em. Min. Anh Thơ. Anh nói trước đi. Anh đâu có gì. Min cứ nói đi. Thôi anh cứ nói trước đi mà.
Anh không biết là anh nói điều này với em lần nào chưa? Nói điều gì? Anh yêu em. Nè, anh đã nói trước rồi đó. Nãy em định nói gì, em nói đi. Nói đi, ai là người dám báo cảnh sát bắt tôi? Là tôi. Sila và gì của nó không phải là người thân tao sao? Tao nhất định sẽ báo cảnh sát bắt mẹ của mày. Bởi vì mẹ của mày đã giết chết đứa con trai của tao. Xin mời vào. Dạ, cháu chào bác Sida. Cô tới đây tìm tôi có chuyện gì? Tại sao bác lại nói như vậy với cháu chứ? Thấy tôi bây giờ chắc ai cũng nghĩ bà ta bị bắt ở tù rồi, coi như là xong đời. Lợi lộc gì mà kiếm tôi chứ? Với địa vị của bác, cháu biết bác sẽ có cách để rời khỏi chỗ này. Hôm nay cháu đến đây là vì có một sự thật về thằng Sila cháu cần phải nói. Cô gọi là thằng Sila, tại sao lại như vậy? Cô bỏ con trai tôi để đi theo thằng đó,
Không phải vì yêu nó sao? Nó đã lừa cháu để cháu yêu nó, giống như việc nó lừa anh E đánh bạc để cướp mất nhà cửa và cổ phần vào tay của nó. Bác có muốn biết lý do tại sao mà thằng Sila lại nhắm vào chúng ta hay không? Lý do gì? Bởi vì thằng Sila chính là thằng Thon. Cậu Sila đây là cổ đông lớn nhất, là người mới của SD Corporation. Mày làm những trò này là vì mục đích gì? Là nhìn thấy những người xấu xa như hai mẹ con bà thảm hại như giờ. Thằng Thò. Đúng vậy. Chuyện này không phải là vô tình đâu, mà nó cố tình hãm hại chúng ta. Nó đã lên kế hoạch từ trước. Thằng Sila chính là thằng Thò, chính là thằng chó quan, là thằng con vợ nhỏ. Nó vẫn chưa chết bác ạ. Nó cố tình quay trở về trả thù chúng ta đó. Tôi biết bà rõ lắm. Chỉ có bà là không biết tôi thôi. Vậy cậu là ai? Tôi không cần phải nói cho bà biết tên của tôi, vì không lâu nữa bà sẽ tự biết tên tôi là gì. Thằng Sila chính là thằng Thò. Nó cố tình quay trở về để trả thù chúng ta đó. Sila, Thò, Quan à, con gặp bà Sida để làm gì vậy con? Con gặp để nói chuyện thằng Sila chính là thằng Thò thôi. Vậy còn chuyện con Min, nói bà Sida giải quyết nó luôn đi. Anh cảnh sát ơi! Có chuyện gì vậy? Tôi có thể mượn điện thoại gọi cho em gái tôi được không vậy? Quanh, em hãy tìm cách bảo lãnh chị ra khỏi đây nhanh lên. Chuyện gì vậy anh?
Thì anh lên chỉ muốn hỏi em là đêm qua em ngủ có ngon không vậy? Tại phòng này ít khi sử dụng cho nên anh sợ là nó có bụi đó mà. Em ngủ ngon mà, em ngủ rất dễ, nên ngủ ở đâu em ngủ cũng được hết. Anh Thơ yên tâm nha. Cũng trễ rồi, anh ngủ ngon nha. Ấy, khoan Minh. Vậy còn chuyện máy nè, máy lạnh phòng này không được mát cho máy ha. Trời ơi, Minh ơi, điều hòa phòng này có bộ nóng quá, bên phòng anh mát hơn á. Em không sao hết, em rất thích ngủ với nhiệt độ ấm áp như vậy. Trễ rồi anh Tho, về phòng đi, em muốn ngủ. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Em buồn ngủ rồi. Ê Minh ơi, coi nè. Trời ơi, sao bụi vậy mà không nói anh? Anh đã nói rồi, phòng này rất là... Anh Tho, trễ rồi, về phòng ngủ đi, em còn ngủ nữa. Anh Tho, anh không định ngủ hả? Bỏ em ra. Anh xin lỗi, tại anh nhớ em quá. Sáng mới dậy là anh muốn tới chỗ của Minh ngay. Anh hỏi thì bác nói em đi làm từ sớm rồi. Lúc em đi làm về thì đã 8 giờ tối. Bộ em không nhớ anh hả? Bỏ em ra đi, anh ôm chặt quá, buông ra. Trời ơi, định đuổi anh luôn hả? Định bỏ đuổi ra. Anh đúng không? Anh Thọ, bỏ ra. Tại sao em đuổi anh hả? Anh yêu em lắm. Ui. Anh điên quá. Ui, đau, 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 đau. Nè, em thích dùng giấy hả? Nè, bỏ em ra. Nè, đừng có giỡn nữa, bỏ em nè. Ra trễ lắm rồi. Em dùng giấy nữa là anh té đó nha. Nè, đừng có giỡ trò nữa mà, bỏ em ra đi. Ui, bỏ ra. Ui. Nè, anh Tho. Ui da. Bỏ. Anh Tho, bỏ ra. Không. Anh Tho, anh làm gì vậy? Anh Tho, làm gì vậy? Bỏ ra. Nè, hôm qua em định nói gì với anh vậy? Chuyện đó em nghĩ không cần nói nữa đâu. Nhìn em làm là anh sẽ biết. Bỏ ra. Anh Tho. Trễ rồi, em muốn đi ngủ. Thì em ngủ đi. Anh không ra ngoài hả? Thôi được, vậy thì em đi. Em đi qua phòng khác ngủ đây. Minh, đi chung đi, nhanh. Ui, Minh. Anh ngủ ngon. Minh. Minh. Đừng nói là anh nghĩ em qua phòng khác ngủ thiệt đó nha. Cũng tại anh chọc em nên em mới lừa anh như vậy. Minh, anh đâu có. Anh yêu, ngủ ngon nha. Minh. Minh.
đổi ý rồi sao? Đi ngủ đi, trễ rồi. Anh Si ơi, anh Si. Gì vậy Quêu? Sao em đến sớm vậy? Em vừa mới nhận được tin bà Si đã được bảo lãnh ra khỏi tù rồi. Và bà ta đã bỏ trốn. Mẹ của mày đâu rồi? Tôi đã nói rồi, tôi không biết mẹ tôi đang ở đâu hết. Nhưng nếu như nhà vẫn còn thì tôi và mẹ của tôi hay gặp nhau ở nhà. Bà nhìn bộ dạng của tôi bây giờ đi, ngay cả nhà tôi còn không có nữa kìa. Suốt ngày cứ thủi thủi nằm đó một mình. Bây giờ tôi và mẹ đã trắng tay rồi ba, không biết là nhờ ai nữa. Tới bây giờ mà mày vẫn chưa hiểu rằng cả nhà và công ty bị mất là do mày hả? Suốt ngày chỉ biết quán trách người khác thôi hả? Bà muốn đánh tôi sao? Đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh cho tôi chết luôn đi. Phải, tôi là người chỉ biết quán trách thôi đó. Cũng bởi vì tôi không có ba dạy dỗ nên tôi mới thành như vậy. Rốt cuộc là mày vẫn không chịu khai mẹ của mày đang trốn ở đâu chứ gì? Tôi đã nói tôi không biết rồi mà, bây giờ ba còn muốn tôi khai cái gì nữa đây? Mày đừng nghĩ việc mày giúp mẹ mày trốn đi như vậy là mày đang thể hiện tình thương của mày đối với mẹ mày. Mày nên nhớ, ở đời không ai gây ra tội mà lại dễ dàng thoát được đâu. Chỉ khác ở chỗ đó là họ phải trả giá tội lỗi như thế nào mà thôi. Người phải trả giá không phải là mẹ, mà chính là đám người đã đẩy mẹ tôi vào tù, bà có hiểu hay không? Bây giờ mẹ tôi biến mất như vậy, tôi nghĩ là họ phải cẩn thận đó, kể cả ba nữa. Mày dám!
Bình tĩnh đi. Thằng E không biết bà Sida đã đi đâu. Thằng đó mà không biết sao? Đúng là không tin được mà. Chẳng qua là nó không chịu nói ra mà thôi. Bác, tôi xin lỗi cậu Si. Sila, tôi cũng nghĩ giống như cậu Bác vậy, nên tôi đã cho người theo dõi thằng E rồi. Vậy còn vợ ngài thì sao hả? Ngài đã cho người theo dõi chưa? Vì giữa E và La Oanh vợ của ngài, thì tôi nghĩ người có đủ quyền lực để giúp bà Sida thoát ra ngoài, vợ ngài có khả năng nhiều hơn. Sakael, cô Oanh ơi, phía trước có trạm kiểm soát. Lái đi, cứ tỏ thái độ bình thường. Dạ. Dừng xe. Dừng xe. Xin chào. Cho hỏi anh đang đi đâu vậy? Mời mở cửa phía sau. Xin chào bà. Không biết là bà đang đi đâu vậy? Tôi là Oanh, vợ của ngài Pira Kemasatian. Cậu biết không? Không biết cô Lao Anh đang định đi đâu. Tôi đi gặp bạn ở biên giới. Tại tôi biết quanh đây có nhiều trạm kiểm soát, nên lấy xe chồng tôi đi. Cậu có muốn kiểm tra xe của quản lý cấp cao không? Để tôi xuống. Xin bà đợi tôi một chút. Trung úy. Dạ đây sếp. Mira Khemasatia. Cứ làm đi. Được rồi. Rất xin lỗi bà, trạm kiểm soát không dừng làm mẫu. Trạm chúng tôi phải làm theo quy định. Tôi xin phép được kiểm tra xe của bà, thưa bà Lao Anh. Mời. Kiểm tra đi. Thưa ngài, chúng tôi đang cho người kiểm tra xe của bà Lao Anh, thưa ngài. Đã rõ. Cảm ơn ngài. Cảnh sát đã gặp được La Oanh rồi. Đang ở Sakael. Chắc là đưa bà Sida qua biên giới để trốn ra nước ngoài đó cậu Si à. Cảnh sát có tìm thấy bà Sida không? Sao rồi? Có thấy gì không? Có gì không? Dạ thưa sếp, xe không có gì đáng nghi hết thưa sếp. Kiểm tra xong rồi chứ gì? Vậy tôi xin phép nha.
Khoan đi đó. Tôi muốn kiểm tra phía sau xe một chút. Mời mở ra. Kiểm tra đi. Kiểm tra xong rồi. Rất cảm ơn bà đã hợp tác với chúng tôi. Không có gì. Giờ tôi đi được chưa? Bà đi đường cẩn thận. Xin mời. Trung Quý, mở đường đi. Đã kiểm tra xe của La Quanh, cảnh sát khẳng định không tìm thấy bà Sida. Vậy bà Sida đi đâu mới được chứ? Chị Sida hả? Đúng là cảnh sát đã đặt chốt kiểm soát ở mọi ngã đường giống như chị đã nói với em đó. Em đã lấy xe chồng của em đi, nhưng mà vẫn bị kiểm tra. May là lần này em đi thám thính trước, không là chị bị bắt rồi. Chị đã nói với em rồi mà, chồng của em và chồng của chị không để chị dễ dàng trốn vậy đâu. Nhưng mà chị không định trốn, vì dù sao thì bây giờ chị cũng là kẻ bị truy nã rồi. Chị phải ở lại để tính sổ với đứa con chồng yêu dấu của chị rồi mới đi. Dạ. Thằng E không biết bà Sida đã đi đâu. Thằng đó mà không biết sao? Đúng là không tin được mà. Chẳng qua là nó không chịu nói ra thôi. Cô Min à, sao cô lại đứng ở đây vậy? Cô Well à, cô có biết tin tức gì về bác Sida không? Tôi cũng không biết, nên tính hỏi anh Si đây. Bây giờ anh Tho cũng không biết bác Sida đang ở đâu nữa. Tôi sợ là anh Tho sẽ tự mình đi điều tra. Tôi không muốn anh ấy mạo hiểm chút nào hết. Tôi không muốn anh ấy gặp chuyện gì nữa đâu. Bình tĩnh đi cô Min à. Anh Si đã có kinh nghiệm về chuyện này rồi, anh ấy sẽ không sao đâu mà. Cô Well à, thật ra tôi có cách để giúp cho anh ấy tìm ra tung tích của bác Sida, nhưng mà cô phải giúp tôi mới được.